Xin chào anh em, hôm nay mình xin giới thiệu cho chúng ta về cơ sở dữ liệu, chúng ta gọi là bài học mô hình. Cơ sở dữ liệu. Thế tôi viết bằng chuột nó hơi khó một chút nhưng mà tôi cố gắng trình bày để cho anh em có thể dễ hiểu. Thế thì khái niệm cơ bản. Một là khái niệm cơ bản. Khái niệm cơ bản. Khái niệm cơ bản thì khái niệm trong toán học ấy, mô hình nó là quan hệ chúng ta hiểu như lý thuyết các tập hợp. Thì tập con của một tập tích đề các chúng ta gọi là nó chính là tập con của tích đề các. Trong đó nó gọi là tích đề các. Tôi lấy ví dụ như là x1 phẩy x2 tích đề các như này, người ta gọi là phép nhân đấy, nhân cũng được, x3 x4 vân 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 đến xn. Thì tập con của cái tích này nó tạo thành một cái quan hệ tập con của tích đề các. Người ta gọi là quan hệ R. Đó. Tập con đó người ta gọi là quan hệ R. Thế thì ở đây N này người ta gọi là N miền. Chúng ta gọi là N miền. N miền. Ví dụ ở đây tôi có này. VI là thuộc tập D1 nhân D2 nhân với D3 chấm chấm nhân nhân DN DN. Trong đó Y sẽ bằng 1,N. Nghĩa là chạy từ 1 đến N. Ở đây là VI nhé, VI nhỏ thuộc cái tập này. Đấy, viết bằng chuột nó rất là khó. Các bạn cứ thông cảm với tôi là được. Thế thì tôi lấy ví dụ. Ví dụ 1. N bằng 2. Ta có D1 bằng 0,1. D2 bằng ABC. Thì D1 mà nhân với D2 thì sẽ bằng một bộ tập như sau. Ta sẽ có là 0 phẩy A 0 phẩy B phẩy 0 phẩy C phẩy 1 phẩy A phẩy 1 phẩy B. Đấy, ta đóng ngoặc con lại, phẩy 1 phẩy C. Đấy. Thì ở đây nó gọi là tích đề các. Quan hệ của một tập con tích đề của các tập đó người ta gọi là một hoặc nhiều miền. Vậy mỗi quan hệ có thể là vô hạn. Đây ta luôn giả thiết là trong cơ sở dữ liệu là hữu hạn, chúng ta chú ý như vậy nhé. Tức là về lý thuyết đó là vô hạn nhưng mà trong quan hệ cơ sở dữ liệu ta gọi là hữu hạn. Thì bây giờ ta sang định nghĩa một.
Chúng ta vào định nghĩa 1. Đây là chúng ta vào định nghĩa 1 nhá. Chúng ta cố gắng học các chương. Các chương sau thì chúng ta sẽ hiểu. Định nghĩa 1 này. Gọi R bằng ở đây là chuột, khó quá. Tôi cho dịch cái bảng lên trên cao. Đấy. Gọi R là bằng A1 phẩy chấm 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 AN là tập hữu hạn các thuộc tính, là tập hữu hạn các thuộc tính. Tập hữu hạn các thuộc tính nhá. Với y thì bằng 1 cho đến n. Đó. Chạy từ 1 cho đến n. Thế thì quan hệ trên tập thuộc tính, quan hệ trên tập thuộc tính R bằng A1 phẩy chấm 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 AN. Đấy. Quan hệ này là một tập con. Tập con của tích đề cát. Của tích đề cát thì R con sẽ thuộc này. Dom tôi ký hiệu là miền. Là domain đấy. Của A1 phẩy nhân với dom của A2 chấm 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 dom của AN. Đấy. Thì lúc này nó gọi là quan hệ R, là quan hệ gọi là một R, gọi là một quan hệ trên các tập con này. Hoặc ta có thể ghi là R của L lớn hoặc R của A1, A2 nhân nhân đấy, nhân nhé, đến hoặc đến AN. Đấy, R như vậy. Bây giờ ta sang ví dụ. Để sang ví dụ thì tôi cứ để đây, tôi kéo rộng bảng lên. Tôi kéo rộng bảng lên, chúng ta đến đâu chúng ta ghi vào vở thì như thế nhá. Cả lớp chú ý, à xin lỗi các bạn. Các bạn chú ý. Tôi cho rộng cái bảng ra. Tôi lấy ví dụ. Tôi sang ví dụ 1. Ví dụ là quan hệ với nhân viên. Quan hệ với nhân viên thì gồm có các thuộc tính. Thuộc tính ở đây là họ tên. Họ
tên, phẩy, năm sinh, phẩy, nơi làm việc, đấy, nơi làm việc, phẩy, lương. Thế thì mỗi một thuộc tính này nó biểu diễn là A1, ví dụ ở đây thuộc tính họ tên A1, A2, AN. Và ta sẽ có là quan hệ nhân viên. R bằng nhân viên. Và lúc này ta sẽ có là nhân viên. Mở ngoặc đơn ra. Họ tên, phẩy, năm sinh, phẩy, nơi làm việc, phẩy, lương. Đấy. Chúng ta có một cái quan hệ như vậy. Tôi cho bảng rộng ra như vậy. Thế thì ở quan hệ nhân viên này chúng ta có các cặp con như sau. T1. Đây là T1 nhé. Để tôi ghi ra ngoài. T2, T3. Ở đây chúng ta sẽ có là Lê Văn A chẳng hạn. Lê Văn A. Rồi Hoàng Thị B. Hoàng Thị B. Trần Văn C. Năm sinh là 1996, 1997, 1995 chẳng hạn. Đấy, nơi làm việc ở đây tôi ghi là Hà Nội chẳng hạn. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đây là Đà Nẵng chẳng hạn. Đấy. Và lương ở đây là 10 triệu đồng. À, 7 triệu đồng. 8 triệu đồng. Đấy. Thế thì rõ ràng lúc này là chúng ta thấy này. A1 tương ứng với cột nhân viên. A2 tương ứng với đây, A3 đến đây, A5 đến đây. Đấy. Vậy chúng ta đang đi dần đến những kiến thức tiếp theo. Bây giờ tôi sang phần khóa của quan hệ. Đấy, tôi sang phần khóa của quan hệ. Nha các bạn chú ý, tôi sang phần khóa của quan hệ. Thì ta vẫn cứ để cái bảng này hay là ta làm bảng khác nhỉ? Thôi để bảng này được. Với máy tính mà, cho nên là chúng ta sẽ định nghĩa khóa. Thế nào là khóa? Vậy nhiều bạn thấy key ở trên khi tạo quan hệ, nhưng mà khóa đấy nó có ý nghĩa như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ định nghĩa khóa để các bạn theo dõi. Bây giờ ta định nghĩa như sau. Định nghĩa chuẩn nhá. 1.2 là khóa. Đó. Khóa thì được định nghĩa như sau. Định nghĩa như sau. Ôi chết, tôi để chuột cứ nhảy nhót. Khóa quá. Khóa key. Chúng ta ghi. Khóa hay còn gọi là key. À, là một. Là một khóa key, khóa xin lỗi nha, chỗ này khóa key của quan hệ, khóa key của một quan hệ R. Quan hệ R nhá, chúng ta từ đây quy ước R quan hệ, bởi chúng ta đang học toán đấy chứ không phải là chúng ta học thiết kế cơ sở liệu luôn đâu.
chúng ta phải học đó để chúng ta đưa ra các chuẩn và các quy luật để tránh dư thừa dữ liệu, sau đó chúng ta mới thiết kế cơ sở dữ liệu tốt được. Của quan hệ trên tập thuộc tính, trên tập thuộc tính. Trên tập thuộc tính nha các bạn, chú ý R bằng A1 phẩy A2 phẩy chấm 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 AN nhá. Trên tập thuộc tính A1 phẩy AN. Tập con, lúc này chúng ta ghi tập con. Tập con K. K thuộc là A1 phẩy AN. Thỏa mãn tính chất sau đây. Đây, sau đây nhé, hai chấm, các bạn ghi. Đấy, thế chuột mới là trùng, chán thật, không biết tôi biết nghĩ cách nào để làm cho viết cho nó dễ nhỉ các bạn nhỉ. Nếu bất kỳ hai bộ T1 phẩy T2 thuộc quan hệ, nếu tồn tại thuộc tính A mà T1 của A khác với T2 của A. Khác với T2 của A. Đấy, nói một cách khác. Nói một cách khác là hai bộ bất kỳ thì sẽ có giá trị khác nhau. Khác nhau trên một thuộc tính. Tức là nói một cái khác là hai bộ bất kỳ khác nhau trên một thuộc tính. Đó. Trên một thuộc tính. Được chưa? Này cũng có nghĩa là không thể có hai bộ bằng nhau, không thể tồn tại hai bộ bằng nhau trên tất cả các thuộc tính, tức là từ A1 đến N đều bằng nhau. Như thế gọi là trùng một bản ghi. Chúng ta gọi là trùng một bộ đấy. Bộ ở đây chính là một bản ghi, các bạn chú ý nha. Định nghĩa tốt hơn ra sang tiếp theo là nếu A1 là khóa mà những thuộc tính A, I thuộc vào A1 thì AI không là khóa. Đấy, chúng ta chú ý nha, tập con mà nó bé hơn A1 thì A1 này nó không là khóa, thì người ta gọi là, lúc này ta nói A1 là khóa của quan hệ. A1 là khóa của quan hệ. Khóa của quan hệ. Ngược lại, ở đây tôi lại nói tiếp ngược lại này. Các bạn thông cảm bởi vì bút của tôi nó rất là khó bằng chuột, tôi viết kiểu gì nó cũng không thể
đẹp được. Rồi. Ta tiếp theo này. Ý tiếp theo. A1 mà là khóa. A1 mà là khóa. A1 là khóa. Và các AK trong đó A1 nhỏ hơn AK, AK lại nhỏ hơn AZ. Đấy. Nhỏ hơn AZ. Thì AK và AZ cũng là khóa. Nhưng A1 gọi là super, gọi là super key. Tôi xóa từ này. Gọi là super. Đấy, gọi là super key. Các bạn chú ý nhá. Rồi. Đây là bài đầu tiên ta đang hình thành lên cái khái niệm về quan hệ trên các thuộc tính và định nghĩa khóa. Bài tiếp theo tôi sẽ nâng cấp dần lên. Tôi liên tục ra bài, các bạn chú ý nhé. Với bài này chúng ta đang dần đến vấn đề về khóa. Sau đó thì chúng ta sẽ có các phép tính trên các quan hệ. Tôi dừng bài này tại đây. Và các bạn hiểu đây là bài học lý thuyết. Đây là bài học lý thuyết. Chúng ta sẽ nâng cấp dần lên trở thành các bài học chính và chúng ta phải học các chuẩn của nó. Ví dụ như chuẩn N1, N2, N3, chuẩn Boycott. Đó là các chuẩn để chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu. Còn nếu bạn nào mà cứ vào học PHP mà cũng tạo bảng các thứ thì các bạn phải học rất là khéo thì chúng ta mới hiểu được. Ngoài ra nó còn có các khóa ngoại, khóa nội và có các quan hệ giữa tham chiếu đến các khóa ngoại. Đấy, ví dụ như quan hệ một nhiều, quan hệ một một, quan hệ một nhiều, quan hệ nhiều nhiều. Cái đấy là chúng ta phải học để mà chúng ta nắm được. Nắm được thì chúng ta mới làm được MVC, rồi CMS, tức là gì? Model, View, Control, vân vân. Thì những cái đó ta sẽ tính sau. Và PHP nó chơi được hết, nó sẽ móc vào cơ sở dữ liệu để nó làm cho chúng ta được. Vậy bài học hôm nay tôi xin dừng tại đây. Anh em có gì thì góp ý để tôi hoàn thiện cái bài học được tốt hơn. Tôi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ.